Vâng, xin giới thiệu các bạn, đây là chiếc máy bơm nghiền đa năng Takeo. Chiếc máy sử dụng động cơ 3kW. Bây giờ tôi sẽ test chiếc máy này. Nguyên liệu của nó là thóc, chúng ta sẽ nghiền thành cám. Bọc bên ngoài nó màu đen luôn. Vâng, đây là thành phẩm của chúng ta. Đây là thành quả khi ta băm cỏ vào chuối. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.